Chào mừng các bạn đến với kênh Hương Đoàn. Hôm nay Hương sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái đồ chơi bằng giấy. Cái này thì làm đồ chơi cho trẻ em à. Rất là đơn giản. Làm chỉ trong vòng 5 phút là xong thôi. Đây, là một cái hình cái con gì mình cũng không biết. Mình cứ gọi nó là con giấy đi ha. Con này thì mình chỉ cần để lên đây thì nó sẽ đi xuống. Mình nghiêng nó, mình nghiêng cái mặt phẳng là nó đi xuống. Trước tiên mình chấm ở mức 5 xăng, 10 xăng, 15 xăng nha. Tiếp tục 5, 10, 15 tiếp nha. Đây để canh hai mình chấm hai cái cho nó dễ, cho nó thẳng dễ làm. 5, 10 và 15. Sau đó theo cái chiều ngang này mình sẽ vẽ 1, 1,5, 1,5. Mình sẽ vẽ nè. Đây, canh tới đây 4,5. Để muốn canh dễ thì phải quay như thế này ha. Để dễ theo dõi thì mình sẽ quay như thế này cho mọi người dễ nhìn nha. Một rưỡi, ba, một rưỡi nè, ba và 4,5. Ở phía trên này cũng vậy nha. Một rưỡi, ba và 4,5. Trên này nữa tương tự ha. Sau đó mình kẻ nha, kẻ từ trên xuống. Sau đó mình lấy kéo mình cắt ha, cắt cái phần đó ra. Mình sẽ cắt như thế này. Đó.
đây lần lượt cắt bên này cũng vậy ha. Bây giờ mình biển mấy cái chân này lên. Phía bên kia tương tự. Còn lại hai cái ở giữa, mình sẽ biển ngược lại. Sau đó mình sẽ biển như thế này. Mình bóp cái này lại ha. Mình bóp cái này lại này. Đó, rồi đẩy cái này lên. Nó sẽ ra như thế này. Đây. Còn cái ở phía sau đuôi mình sẽ uốn nó lên ha. Đâu như thế này nè. Đó, như thế này nè. Uốn lên. Uốn kiểu uốn sơ sơ cho nó hơi cong cong thôi. Đó, cho nó cong như thế này ha. Rồi ra như thế này, làm lấy cái kéo cắt hai cái chân. Đó, mình cắt hai bên như thế này. Rồi, thế là mình đã xong được một cái đồ chơi bằng giấy. Cái này nó không có giống con gì hết, cho nên mình cứ gọi là con giấy đi ha. Đó, vậy là đã xong. Bây giờ mình nghiêng một cái góc nhẹ nhẹ ha, thì nó sẽ đi xuống. Đó, bạn có thấy không ạ? Rất. Mình tiếp tục đặt lên ha. Mình nghe một cái đồ nhẹ nhẹ nha.